Vũ Hải Tặc 568, siêu phẩm web game manga mô phỏng nguyên bản thế giới hải tặc. Khám phá cuộc chiến tranh đoạt kho báu ngay tại haitac.568play.vn nhé. Robin yêu Zoro hay Frankie? Chào mừng anh em bảng tặc xăm soi đã quay trở lại với channel của mình. Trong One Piece, tác giả Oda đã từng khẳng định rằng sẽ không chơi hệ tình yêu, không giải cơm chó dưới mọi hình thức, đặc biệt là trong băng vũ rơm. Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết chính là tác giả của chúng ta là một tay lái cực lụa trên đường đua với những pha bẻ cua không thể nào khét hơn. Đến nay dù không có bất kỳ một mối quan hệ lãng mạn công khai nào trong băng vũ rơm, nhưng mà lại có rất nhiều khoảnh khắc tình tứ khiến trái tim cậu độc thân rộn ràng như Tết đến xuân về. Người không muốn công khai thì chúng tôi đành tự tìm hiểu vậy. Mà trong số đó không thể thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào đến từ vị trí chị đại Robin, nữ thuyền viên xinh đẹp, nóng bỏng của băng vũ rơm, nhân vật được cả thế giới theo đuổi. Câu hỏi được đặt ra, Robin yêu ai? Khi mà hai ứng cử viên sáng giá là Zoro và Frankie, hãy cùng bọn mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Một, anh chàng thợ săn hải tặc may mắn Zoro Noa Zoro. Tuy hào quang nhân vật chính không chói lóa bằng thanh niên khỉ đi lù, nhưng mà Zoro vẫn được liệt kê vào hội con cưng của ngài Oda và sở hữu dàn harem cực cháy, khiến cho anh tóc vàng nào đó còn phải khoái chảy nước miếng. Từ nữ hải quân xinh đẹp Tazuki đến việc được cô nàng âm tính Perona nuôi giấu suốt 2 năm. Gần đây thì còn có tin đồn qua đêm với Kozuki Hiyori, nữ nhân được xem là xinh đẹp nhất xứ Wano, còn được nàng đổi cho thanh kiếm quý gia truyền, đã cho thấy đường tình của anh không hề thua bất cứ ai. Vậy Robin ở đâu trong dàn harem cực đông của Zoro? Sự thật rằng ngay từ lần đầu gặp nhau, Zoro đối với Robin đã luôn là một ngoại lệ. Khi mà tất cả mọi người lần lượt bị sự thông minh, nhạy bén của nhân vật thứ hai tổ chức Baroque World vua chuộc, còn lại một mình Zoro vẫn luôn đề phòng trước cô. Robin lúc này thì vẫn chưa biết được rằng anh đầu xanh vốn là một hủ rèm di động, cứ rượu vào là anh chịu tất. Có lẽ sự đề phòng lạnh lùng của Zoro mà Robin luôn muốn gần gũi, tìm hiểu về người đồng đội bí ẩn kiệm lời này sẽ là rất khó để tìm thấy hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân đến từ vị trí Zoro, một người luôn phân biệt rõ bạn và thù, không kể người đó là nữ nhân xinh đẹp yếu đuối phương nào. Không lịch lãm như Sanji, nhưng mà ngay tại Skypiea, Zoro đã đưa tay đỡ lấy Robin sau khi mà cô bị Enel giáng xét vào người và trách hắn ta đã ra tay tàn độc với một người phụ nữ. Zoro thì chưa từng làm thế trước đó. Hơn thế nữa, Zoro đã rất nhiều lần là người kịp thời lao vào cứu Robin mà không phải là Luffy hay bất kỳ một ai khác. Từ trận Enies Lobby, tuy Frankie là người mở khóa còng tay cho Robin, nhưng mà sự thật rằng đó là chiếc chìa khóa số 5, chìa khóa mà Zoro lấy được khi mà chiến đấu với Kaku. Trong trận chiến đó, tưởng như tuyệt vọng, nhưng mà ngay khi nghĩ đến những giọt nước mắt lăn dài trên má của Robin, Zoro một lần nữa thức tỉnh ác quỷ bên trong một kiếm sĩ, tay đã nhuốm quá nhiều máu và quay lại quyết chiến để cứu đồng đội. Khi lần đầu đối mặt với đô đốc Aokiji, dù biết bản thân anh thì không đủ sức hạ gục ông ta tại thời điểm đó, hay là chạm trán với tên người bạch tuộc ở đảo người cá, bất kể là ai định nhắm vào Robin đều sẽ có Zoro đỡ lấy cho cô một đòn chí mạng. Ngay cả khi không đắm mình trong các trận chiến, chúng ta thì vẫn có thể bắt gặp cảnh Zoro và Robin được tác giả xếp cùng một đôi, trong khi các cặp đôi còn lại sẽ là Sanji ở bên Nami. Từ chuyến đi tìm con chim phương Nam của một nhà khảo cổ bình lặng và một kiếm sĩ máu nóng, đến chuyến du ngoại lên Pang Ha Giọt, hai người rất thường xuất hiện cùng nhau. Chỉ hai người trong một khung cảnh khiến bao con tim thần dân đẩy thuyền phải sao xuyến. Zoro ngày càng một tin tưởng vào Robin, và Robin ngay khi mà đi cùng với Zoro cũng hoàn toàn không chút lo lắng và sợ hãi, đằng nào thì cũng đã có người bảo vệ mình ở đây rồi. Vậy liệu rằng Robin có tình cảm với Zoro không? Chúng ta sẽ tìm được rất nhiều câu trả lời. Robin là một người phụ nữ có xu hướng an tĩnh. Dù từ khi mà lên thuyền với thằng thuyền trưởng Tấu Hè, chị tôi bắt đầu bị lây bệnh này, nhưng mà chị thì vẫn là một người tinh tế và không thể hiện quá nhiều tình cảm cá nhân. Trở về thời còn ở Water 7, trong khi cả nhóm mỗi người một phương đi khám phá những điều mà họ cho là thú vị, Robin được sắp xếp là người bắt gặp Zoro ở trong bộ dạng hài hước nhất. Anh đang làm bảo mẫu, tay bồng tay bế đi chợ nấu cơm cho mấy đứa trẻ mồ côi ở khu này. Robin thì đã không nói với bất cứ ai, cô chỉ cười nhẹ nhàng và bảo rằng Zoro rất hợp, có lẽ là hợp với vai trò làm cha của những đứa trẻ chẳng hạn.
trông đảm đang thế cơ mà. Và hơn thế nữa, bên cạnh Sanji và Brook, cô thì cũng là người duy nhất biết được sự hy sinh của Zoro dành cho Luffy và hành trình băng mũ rơm hồi ở Three Bắc. Robin dù không thể hiện ra, nhưng mình dám chắc rằng cô thì chính là người hiểu Zoro khá rõ. Cuộc đời lăn lộn hơn 20 năm đã khiến người phụ nữ này trở nên gai góc, sói đời, có mắt nhìn người. Và có lẽ cô đã luôn nhận ra một mặt khác của tên kiếm sĩ máu lạnh, một Zoro có phần ngốc nghếch, liều mạng và có thật xấu. Đôi khi kiệm lời nhưng nhiều lúc lại lớn tiếng tranh cãi, giành giật mấy thứ linh tinh với hội Luffy, Usopp, cãi nhau mà không cần chủ đề với Sanji như bọn con nít vậy. Robin đã luôn cảm phục và tin tưởng vào Zoro từ rất lâu trước đây rồi. Nếu để một nhà khảo cổ chưa từng lạc lối như Robin đi cạnh một thánh lạc như Zoro, trông thì cũng khá là hợp nhau anh em nhỉ. 2. Franky. Tuy là người đến sau nhưng mà có rất nhiều manh mối cho thấy tác giả đã rất ưng ý việc ghép đôi, tạo khoảnh khắc lãng mạn giữa Franky và Robin. Khác với Zoro, người có dàn harem cực đông, thì Franky, nhân vật có tính cách phóng khoáng, lại che chở, bảo vệ cho tất cả mọi người, bất kể nam hay nữ. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa Franky và Robin lại trở thành bình thường, không có gì đặc biệt nhé. Ngay từ khâu tuyển dụng nhân sự cho băng mũ rơm ở Water 7, Robin là người đã thẳng tay bóp lấy quả táo, bộ phận hàng riêu hiếm hoi ở trên cơ thể người máy của đại ca Franky mà không chút thương tình. Từ đó đến nay, có lẽ cô thì cũng chính là người duy nhất thản nhiên làm việc ngày với Franky. Trong băng có tới 2 người là nữ, nhưng khi Franky trở lại sau 2 năm time skip, phản ứng của anh ta trước Nami: "Yo, chào Nami." Nhưng với Robin, Franky thì không tiếc câu khen ngợi: "Quý cô xinh đẹp đằng kia có phải là nhà super khảo cổ của chúng ta, Nico Robin không? Phải tôi mà là Nami thì tôi lại vả cho mấy phát." Cả hai đều đẹp lên sau 2 năm, nhưng ông anh đây ấy lại chỉ khen mỗi Robin và hời hợt với Nami là có ý gì nhở? Và hơn thế nữa, chính tác giả Oda cũng đã nói trong SBS số 46 rằng nếu băng mũ rơm là một gia đình thì Franky là cha, còn Robin là mẹ. Vậy là ngài tác giả đã bắt đầu bẻ cua cho anh em nhỉ? Trùng hợp hơn, hai người này còn mặc áo đôi với dòng chữ là Kodida sau trận Erosa. Áo tù nhân mà Robin mặc khi mà bị giam giữ ở Tekula Uop mang mã số là 3926. Mà trong khi đó, ngày sinh của Franky là ngày 9 tháng 3, còn Robin là ngày 6 tháng 2. Đây hẳn là những sự trùng hợp bất ngờ, ngơ ngác và đầy ngỡ ngàng. Khi mà cả nhóm cùng lên thuyền của fan cuồng Bartolomeo và gặp mưa đá, Franky, người đã luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho tất cả, trong tình thế đó đã chọn đưa tay để luôn che chở cho Robin. Còn ở Bắc Hazard, khi mà bị tên Caesar rút hết không khí, dù bản thân thì cũng không hề ổn. Trong những phút cuối cùng, khi mà nhận thức và khả năng hành động vẫn còn, Franky đã chạy tới đỡ Robin vào lòng. Cho nên ngay khi mà cả hai người ngất đi, Robin thì vẫn an ổn nằm tựa vào cơ thể của Franky. Đến đây, trái tim cô đơn của mình cảm thấy không ổn rồi anh em ạ. Nếu hỏi Robin có yêu anh chàng người máy dị hợm như Franky hay không, điều này cũng thật khó để trả lời. Nhưng mà nếu nhìn lại những gì đã xảy ra, cặp đôi này quả thật là rất đáng nghi ngờ. Cũng tại Punk Hazard, khi mà cả nhóm bao gồm Luffy, Law, Smoker, Tazuki bị Caesar nhốt vào lồng sắt chuẩn bị hành hình, Robin đã để Franky nằm lên đùi mình ngủ say sưa mà gương mặt cô cũng cực kỳ vui vẻ, thoải mái. Ở chapter 979, xuất hiện cùng nhau tại đảo quỷ, Franky đã đề nghị Robin lái xe của mình và cô vui vẻ chấp nhận trở thành Racing Girl trên con xe hổ báo của anh đồng đội. Dù sau đó Brook đã cướp xe máy của Franky trước nên Franky sẽ đi cùng Brook, còn Robin thì đi bộ với Jinbei. Hay mới đây nhất trong ảnh bìa đặc biệt của One Piece chap 987, Robin ở cạnh Franky, đưa tay vuốt má anh chàng người máy và nở nụ cười hiền dịu. Bản thân Franky dù vẫn ở bộ dạng ngông nghênh, có chút điên rồ, nhưng mà không thể phủ nhận rằng anh ta thì cũng đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Và nếu xét về tính cách, nếu đặt một Robin trầm tĩnh bên cạnh một Franky sôi nổi nhiệt tình, cũng là một sự kết hợp hoàn hảo và bù trừ lẫn nhau. Dù ở thời điểm Bắc, cô đã từng cho rằng việc ghép hình thành siêu nhân và Franky gợi ý cho hội những chàng trai đủ đời như là Sanji này, Zoro, Chopper, Usopp là không giống người bình thường, thì khi ở cạnh Franky gần gũi với anh ta, làm khi chị tôi thì cũng hùa theo với vai trò bựa đấy. 3. Vậy ai xứng đáng với Robin hơn? Robin đối với Zoro hay Franky đều có những khoảnh khắc đắt giá khiến sự ngọt ngào tình tứ tràn ra khỏi trang truyện lẫn màn hình.
Cũng thật khó để xác định rằng ai mới là người xứng đáng với nhà nữ khảo cổ xinh đẹp được cả thế giới theo đuổi cả. Đặc biệt là anh trai mèo méo mèo meo Luxy của Sub-Zero. Robin là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều fan nam, một người phụ nữ xinh đẹp, hiểu chuyện, lúc dịu dàng, lúc lại mãnh liệt chiến đấu, thông minh sắc sảo và có kiến thức sâu rộng. Robin đối với cả Zoro và Franky, dù sao đi nữa, họ thì vẫn là những đồng đội thân thiết, sống chết có nhau, cùng vượt qua bao nhiêu hành trình gian khó. Và với sự uy tín vô cực của tác giả, có thể việc đến với nhau sau khi mà One Piece hoàn thành cũng khó có thể xảy ra, thì việc đẩy thuyền các cặp đôi là không thể thiếu, vì điều này khiến tôi và các bạn được no cơm chó hơn mỗi ngày. Các anh em nghĩ sao về hai cặp đôi này? Hãy comment cho mình biết ý kiến của các thuyền viên nhé! Và ngay bây giờ là một phần không thể thiếu sau mỗi video, mình gọi nó là bình luận nhanh tay lên ngay TV, nơi mà chúng ta có những pha thông não cực mạnh đến từ comment của ba bạn thôi nhé. Đầu tiên là comment đến từ nhà nghệ thuật học anh Thúy Vũ. Đăng ký anh xăm soi là một nghệ thuật, vừa đăng ký vừa comment là một nét văn hóa. Được anh xăm soi lớp nhiều nhất là một nghệ sĩ thực thụ. Thế thì được lên TV nhà mình ý là nhất bạn rồi nha. Và tiếp theo là bạn Gia Trần với comment khá thú vị ở trong video phân tích chap 1032 của mình. Dồ, chẳng lẽ Pretanodon cũng bay với cầu lửa sau lưng sao? Kinh, thế chứ mày nghĩ tao giống thằng Hopkins tiết lộ skill cho đối thủ không? Đúng là hảo comment, xứng đáng lên TV để cho bà con cùng chiêm ngưỡng nhá. Và cuối cùng là bạn Trầm Minh Duy. Mọi câu nói đều không quan trọng, em chỉ biết AD xăm soi đẹp trai nhất thế giới thôi. Thôi, các ông đừng khen nữa nhá. Tôi cũng biết ngại đấy, cho lên TV để nhắc thế thôi, chứ không phải là muốn mọi người biết là tôi thích được khen đâu nhá. Nóng nóng nóng, băng hải tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece xăm soi, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhá. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.